ơn các bạn đến với kênh Cơ Điện Tử Channel. Ở clip lần trước chúng ta đã học về cái quy trình tổng quan ha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái ví dụ này. Thì cái ví dụ này mình cũng lấy từ cuốn bài giảng tự động hóa quá trình sản xuất công nghệ của tiến sĩ Hoàng Minh Trí. Giáo trình dùng để dạy cho các bạn học ngành tự động hóa trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó cho cái quy trình ở sách nó cho dạy ha. Nó cho start ha, rồi mở ra vậy, sau đó nó phân chia cái giai đoạn như giống như đây. Thì để cho các bạn dễ hiểu thì mình sẽ xây dựng cái quy trình luôn. Thì các bạn vừa vô cái quy trình này, thực tế thì dùng cái này cũng là quy dùng giống như quy trình rồi. Dùng đây chúng ta có thể viết được rồi. Ở đây các bạn chú ý A cộng, A trừ, B cộng, B trừ, C cộng, C trừ. Đây là những cái khi ván khi nén ha. Các bạn học môn khi nén tự lực sẽ học qua phần này. Cái quy trình nó như sau: khi các bạn nhấn start ha, thì nó A cộng nó phát hiện, sau đó nó cái I1 nó sẽ tiến hành ha. I1 chạy và qua đây nó rẽ ra hai nhánh ha, là I2 và I4. Đây mình có viết ra đây. Tương tự chúng ta sẽ viết từ I2 đến I3 ha. Sau đó chúng ta sẽ viết từ I4 đến I5 và nó gặp nhau tại cái điểm này là B1 C1 này. Sau đó chúng ta sẽ viết I6 và nó gặp cái A1 và kết thúc ha. Thì cũng tương tự như hôm bữa thì ở đây chúng mình sẽ dùng đây, nút này là nút start ha. Start khi nhấn start ha. Thì có một cái thằng I1 này dùng để duy trì cái gọi là cái cửa nhớ. Ở đây có I2 và I4 là hai cái khâu này, là hai cái giai đoạn rẽ nhánh này. Đây. Sau đó chúng ta cũng tương tự, chúng ta viết từ I cái nhánh đầu tiên là I2 đến cái I3 ha. Tiếp tục mình viết từ I4 đến I5. Đây. Thì I2 ha. Trước I2 chúng ta có I1. Ok. Và cái điểm này là cái điểm mà để mà nó phát hiện đó là A2. Sau I2 chúng ta có I3. Như vậy đây. Và chúng ta dùng chính cái thằng I2 này làm cửa nhớ. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ viết tiếp thằng I3 ha. Thì trước I3 chúng ta có này là I2 và B2. Sau nó là có thằng I6 đây. Và chúng ta dùng I3 để cửa nhớ ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục cái lần thứ cái nhánh thứ hai ha, là I4. Trước I4 là có I1 và A2. Okay, đây. Sau nó là có thằng I5. Thì đây cũng là I5. Và chúng ta dùng I4 làm cửa nhớ. Tương tự chúng ta sẽ viết cho I5. Thì trước cái thằng I5 này là có C2 và I4. Đây. Sau nó là thằng I6. Ok. Và chúng ta dùng I5 để làm cửa nhớ. Cái câu lệnh cuối cùng là cái thằng của thằng I6 này ha. Thì để đảm bảo thì phải là hai cái thằng này này, thằng I3, I1, B1 và thằng I5, C1 này ha. Thì các bạn thấy ha, khi thằng I3 này á, nó kết thúc thì nó sẽ chuyển thành từ đóng qua thường hở ha. Khi nhấn vô tương tự như vậy, I5 cũng vậy ha, I5 cũng vậy đó. Và đây là thằng I6 ha. Còn cái dòng lệnh này là ví dụ như giống cái đèn báo hiệu á, trạng thái thôi. Đèn báo hiệu trạng thái à. Còn đây là mình để cái xi lanh. Thì mình giới thiệu ngắn gọn vậy. Clip kết thúc tại đây. Chúc các bạn học tập và nghiên cứu tốt.